rồi. Coi như mà tôi nghe vô ra nói ông hai gì ông méo máu một cái chạy vô tắm một cái. Tại từ ông nội ông mừng lắm, ông mừng quá rồi ông chạy. Không nó bị ngoài một cái. À, xin chào cô chú anh chị và các bạn. Bữa nay thì mình có một tin vui muốn báo cho mọi người, đó là bác ba đã tìm lại được người thân rồi, nhà của nhà chị Khiết Quỳnh, nhà chị Khiết, chị Khiết liên lạc cách nào đó mình không có gành, nhưng mà cũng tìm rất là nhiều số điện thoại rồi gọi từng số rồi. Cái chị cuối cùng là chị Khiết liên lạc đã tìm thấy được người thân của bác ba. Rồi bây giờ bác ba ra ngoài anh hai nè, rồi có chị Tám, rồi anh hai chị hai ai cũng mừng hết trơn. Bây giờ là tại vì cái điện thoại của mình thì mới gọi thấy hình, gọi FaceTime được. Rồi cái giờ mình ra ngoài đây mình gọi giùm cho bác ba luôn. Rồi mọi người ai cũng đang rất là mừng để được nói chuyện với bác Bảy. Để cho Dung gọi thử. Con là Báo. Báo hả? Mẹ dạ. Mẹ khỏe hả con? Dạ khỏe. Còn chị hai gì? Ba con đâu? Dạ cũng là... Tôi tại giờ ở nhà, có nhà riêng, ở riêng hết trơn, không vậy? Ở chung. Vậy ở xa lắm. Vậy là con Báo hả? Dạ. Lâu quá rồi gì không nhớ. Dạ. Mẹ đâu? Dạ ở bên Hawaii. Vậy hả? Còn ở bên Hawaii còn xa lắm. Vậy xa hả? Xa lắm. Em lát có tại bây giờ đó là bên đó là khuya tối ngủ ai cũng ngủ hết rồi, bên này là 3 giờ sáng. Giờ sáng gì đó. Con cố để mà con nói chuyện với dù gì thử coi con như thế nào. Con định là năm nay cũng về Việt Nam, nhưng mà về có về bên đó mấy lần nhưng mà đâu có biết địa chỉ, đâu có liên lạc gì được đâu ở dưới bên đó đâu. Con biết ở Năm Sội không? Dạ biết, còn nhớ, con còn nhớ thì lúc mà sau 70 sau giải phóng con có về thăm cậu Năm á, con về gặp Diễu một lần. Đó là xong là hết luôn á. Đó. Không có cây nữa. Rồi. Về chị Hà chị Liên ở riêng hết hả? Mỗi người tại ai cũng có gia đình hết trơn mà. Không ở gần nhau. Rồi con có vợ có con thì được bao nhiêu? Dạ có hai cũng con có hai đứa, có vợ có hai đứa con, đứa trai đứa gái, giờ năm nay nó cũng lớn hết trơn rồi. Vậy nè hả? Tại con năm nay cũng 66 tuổi rồi. Vậy là con dọn con biết gì không? Gì mà của con của Dương Năm đó, anh hai gì của Dương Năm nữa. Đó con của con bé đó. Chết rồi. Thằng hai, nó tên thằng hai giờ chết rồi. Vợ chồng nó chết hết rồi. Con cậu Năm. Con cậu Năm. Con chết con cậu Năm đó thì lót thì con xuống đó con không có gặp anh hai. Gì con của Diễu. Con chỉ còn gặp anh hai của Dương gì cậu Năm. Anh thấy em không? Dạ thấy. Lấy ghế ngồi anh hai. Thì nói dùng đó anh hai này. Anh mới nghe nói anh hai. Anh hai cậu Năm có chết lâu rồi. Dạ. Cậu Năm đồ với mợ Năm cũng chết hết rồi. Dì Sáu cũng chết rồi. Giờ còn có mình dì à. Giờ muốn gặp tại... muốn gặp mẹ. Tại cái dịch này do không có đi tới đi lui được, con cứ kêu mẹ má con về bên đó hoài, mà má con giống như kiểu mà không thích vô về bên đó rồi sợ này sợ nọ là không dám về. Đó. Má con năm nay cũng 94 tuổi rồi. Chín mươi bốn tuổi. Nhà Dung này sát với nhà em nè. Nhà Dung này nè, gần nhà em. Kêu má mình vậy. Nó nói khi nào mà em anh muốn gặp em là gặp Dung là gặp em, gặp Dung là gặp em, Dung là gặp cô. Kêu như vậy cũng được.
Thì cái kia đang nói chuyện gì vậy? Kêu cứ kêu ở đến gì? Kêu má dậy, nó nói kêu má dậy. Đi khỏe không? Thấy không? Thấy chị già lắm rồi. Chị cũng già vậy. Chị năm mai chín mấy rồi. Dạ, gì tám chín mấy rồi hả? Chị thấy em không? Nhà chín tháng bảy. Chín bốn, chín ba, chín bốn rồi. Hỏi hỏi chuyện gì? Thôi đừng không miếu. Đừng có miếu. Đừng có miếu. Vậy chỉ mấy chục năm nay mới gặp chị nè. Giờ về ăn ở đâu? Hả? Ở Việt Nam mà chị qua nào? Ừ. Ở Bến Tre. Ở Bến Tre. Chị ở em ở Bến Tre nè, hồi nào giờ? Ở đó hả? Ừ. Từ hồi có chồng tới giờ hả? Ừ. Phải hồi chị em đi chị thì giờ khỏe rồi. Con với chị đứa nè, đứa nhỏ nhỏ hết rồi, nó út có năm bảy rồi. Ờ. À. Chị. Chị giờ còn tám đứa. Ờ. Chị hả? Út hết là bốn người. Thấy rõ nhiều. Ừ. Ờ, người rõ thấy nè. Thấy không thấy thì nói con chỉnh cái mày. Mà thôi mà chút anh ơi. Mà thôi cái kia, mà thôi dạ. Báo. Trong đó là thấy rõ, bên đây thấy mờ. Trong bàn là rõ của anh báo hồi nãy. Chị không có thôi giờ. Tại chắc cái đèn, cái đèn sao á. Năm mấy tuần biết á. Ờ, chị. Không đi cầm để con lấy. Chị biết em vợ nhiêu không? Em 82 tuổi rồi. 83 hả? 82. Hiện giờ ở 82. Ờ, dạ. Chị chín mấy nữa. Đó vậy. Cái bữa gói bánh tét này nè, bị tìm ra gì đó. Dạ. À, dạ anh Bảy khỏe không chị? Khỏe. Ừ. Vậy hả? Khỏe mạnh lắm. Không có gì hết á. Dạ. Để rõ không? Chói quá. Ờ. Chói. Rồi đó được á. Vậy được nè. Vậy được rồi. Còn hồi nãy. Vậy được rồi. Em mấy đứa? Hả? Em mấy đứa con? Bảy đứa chị. Cái tiền. Cái thằng bé lớn nè. Thằng này lớn nè. Dạ. À. Lớn mày nhiêu tuổi vậy? Dạ 64 rồi gì ơi. Đây nhỏ Út em nè. Đây nè. Đây nhỏ Út tôi cũng nè. Út 7 rồi. Đó, đây nè. Gì 7? Ờ, thì con kêu nó biết. Đó, nè. Nhỏ Út nhất. Đó, nhỏ Út em á. Ừ. Thì ở nhà con nè. Dạ, tôi ở ngoài bé nè. Mẹ. Dạ. À, chị nhớ anh Nam không? Không. Anh ba chị ba. Anh năm chết trước lâu rồi mà. Vậy hả? Bây giờ phải nói em còn ai với ai? Còn mình em nè. Với con thôi. Với con với cháu thôi chứ không có ai nữa hết trơn á. Chị này cũng tám đứa con chứ. Chị? Không có đứa nào. Phải cháu cố rồi. Ừ. Em bên đây cũng có cháu cố rồi. Cố bà con của ông à. Bác ba đưa đem tiền xuống gửi cho em đó. Dạ. Mấy người đã chết hết rồi, mình chị Nam còn ai. Chị ơi. Anh hay đảm phải không vậy? Anh hay đảm phải không? Anh hay đảm qua phải không? Hay đổm. Con ơi. Đúng rồi. Hay đổm á. Dạ nhưng mà lúc mà về bển thì bên này không có nhận gì hết, thành ra không biết. Dạ dạ. Từ lúc ấy, như gửi cái thơ đó rồi không có nghe tin. Cái thơ đó. Cái thơ đó giờ này má còn giữ đó. Giữ có tìm được á. Tao có làm nãy giờ nói cái tiền cái thơ đó thiệt à. Cái thơ đó biết ra tìm ra gì đó. À. Bị vừa bữa gói bánh á má con bác kể. Đổng đâu biết. Nó cũng lớn tuổi rồi, giờ nó sao chị cũng không biết nữa. Giờ chị em hỏi thăm chị Liên Hà đồ đó, nó cũng khỏe với mấy đứa. Giờ không đứa không biết đứa nào thôi, giờ hỏi chung mấy cháu giờ mạnh hết không?
Chị Hà với chị Liên thì ở bên California. Bây giờ ở xa hết á. Cũng như mình rồi. Đây có hai đứa à. Vậy hả? Dạ, chị ở chung với ai đứa nào? Đứa thằng là với con. Tâm thứ sáu gì chị cũng quên mẹ. Ở đây thằng thứ bảy với thằng thứ sáu mấy đi đi học hết, đi làm hết. Vậy bây hả? Giờ cực khổ lắm. Mấy người lớn thì ở bên đất liền hết, thì con ở đây với lại thằng em chỉ có hai đứa, hai người đây rồi, còn nhiều ở đất liền đâu phải. Ở đây được 5 đứa cháu nội. Anh tên gì nói má biết không? À, con tên Hoàng. Anh Hoàng. Con tên Hoàng. Hoàng là em của anh Báo. À. Thì sau 75 con có về với cậu Năm, con với anh Báo có về cậu Năm. Có về chung với cậu Năm, thì lúc đó thì cũng còn nhỏ thành ra cũng không có nhớ gì. Sau 75 có về thăm ở dưới quê. Cái thằng thứ năm nó về vẫn hoài hả? Mà không về nữa. Thôi đấy, về hoài mà không có gặp tìm đâu hết trơn. Ừ, bởi đâu vậy. Có địa chỉ đâu có biết. Với hồi rồi. Con Liên có diện lần đó đến giờ cũng đâu. Ờ, con Liên giờ nó có cháu nội rồi. Vậy nữa hả? Nó mới có cháu nội mấy tháng à. Ừ. Nó đẻ xong đôi. Ừ. Nó đẻ xong đôi. Đẻ xong đôi. Ừ. Hai đứa anh trai. Đúng răng hết rồi. Ờ, để hai có một lần à, nó thâu chồng rồi. Vậy hả? Con nó ở của mình. Vậy nữa. Nó kêu chị ở mà chị đâu có ở được. Phải buồn lắm. Vậy hả? Ừ. Phải nhà cửa thì mênh mông mà sướng mà giờ mình... Giờ không có cái vết bường không à, không có đâu hết á. Cái đổi cái gì hả? Cái tóc má. Gì đổi gì hả? Đổi cái khăn hả? Đổi khăn cái gì hả? À, đúng rồi, quái tóc rồi. Ờ, cái ông rồi. Ờ, đó. Rồi, đổi cái tóc. Thấy người ra đổi gì em? Ờ, bị đổi khăn rồi bá già. Ờ. Gì đổi ra gì? Già quá già. 24 tuổi rồi. Ừ. Vậy bây giờ không? Bây giờ không có khóc khiết gì trơn, đâu muốn nhớ ai, đâu biết cái gì đâu mà khóc. Má à, má con khóc quá trời luôn, nhớ gì khóc quá trời luôn. À, chưa nói chuyện với gì mà bà khóc quá trời khóc rồi. Nghẹn lời nói không được luôn á. Chị bây giờ có khi nhớ, có khi quên á, nhưng mà tỉnh táo lắm. Đừng có khóc. Em biết ở chị đi đó thì có mình lẽ Lương với Hà thôi. À. Mà khóc rồi đó. Chị Sáu à. Rồi lúc đó, thằng Hoàng nó đi tổng viên đó. Dạ. Rồi tương tay đó, rồi chồng của chị Sáu đó, giờ bên đó. Tương tay hả? Chị Sáu mất mà biết không? Chị Sáu á. Bên chị Út ở bển rồi còn ai nữa chị Út? Còn có mình gì hà? Có mình gì hà? Còn nhiêu con cháu không hà? Cậu Năm thì... anh em con. Cậu Năm, dì Sáu, rồi dì Tám rồi cũng chết hết rồi. Thì con nhớ cậu Năm với là dì Sáu, tại vì có lên trên Sài Gòn thăm nhiều, thành ra con nhớ. Còn sao rồi dì? Tám chết lâu rồi. Tám chết lâu. Con cháu không á, chị không biết ai trơn á, bây giờ đâu biết nào. Ừ. Bây giờ em ở với thằng thứ mấy đó? Em ở với thằng chồng em chứ không có ai hết trơn á, con ở tư riêng hết rồi. Đúng, còn khỏe. Bảy đứa con rồi gả cưới có chồng có vợ hết rồi, giờ ở với thằng chồng già, thằng chồng già, dạ. Chồng em bây giờ nhiêu tuổi rồi? Nó 85 rồi chị. Hiện giờ 85 á. Vì hồi đó em mới có chồng. Ừ. Là lúc giặt giả đó rồi không biết đi đâu nữa. Đó, sao đâu. Sao lên chị là em đi thăm thằng bé nó đi bộ đội á. Lên chị là đâu có nhà đâu. Có thằng gì? Thằng gì sửa xe đó, thằng Báo hả? Hồi đó thằng Báo hả, thằng gì sửa xe đó. Dũng. Thì đó. Nó có bạn gái nữa rồi,
Đi thăm bé rồi ghé thấy nó sửa xe đó, đến giờ không biết nữa. Dạ, mấy người nhỏ kìa, chắc chị không nhớ, không biết nữa. Gì? Con... giờ không biết ai chứ ha, mấy đứa cháu giờ tới giờ không có đứa nào biết hết. Vậy? Bên anh ba đó, bên bác ba đó, cậu con đổn đó, đi hết rồi. Anh ba là còn không chị? Anh ba còn không? Chết hết rồi. Chị hai cũng chết phải không? Còn cậu Na, anh Năm? Chú Năm cũng mất lâu rồi. Chết hết rồi. Chỉ còn có má con thôi. Rồi bên giờ bên ba con thì giờ chỉ còn có má con thôi. Chỉ con cháu thôi. Có ai hết. Vậy hả? Chơi về bến đâu có ai đâu. Hôm trước có hai đứa con cũng ở qua đây. Rồi giờ nó đi xa rồi, con thưa. Mấy con năm thưa. Trước rồi trong chị về coi cho gặp anh Năm rồi mà không có về. À, chị má Sáu. Má con không chịu về đâu. À, chị Sáu cũng vậy. Rồi anh Sáu cũng mất rồi. Bên đó là còn mấy đứa con phải không? Rồi vậy ba vô. Mừng không bác ba? Mừng. Thầy sợ mấy năm nay chị chết rồi. Chết đâu hai chết rồi. Sao bà còn nói chuyện hay chứ anh tưởng là bà không nói được. Dạ. Còn cứ nổi thôi. Không nói chuyện. Dạ. Không tiện bác ba mà gặp rồi bà nói nghẹn lời bà nói không được chứ bà nói chứ được. Bà nói là bà biểu đừng có khóc. Bây giờ đừng có khóc, có chuyện đừng có khóc. Con kia là đi đâu có chuyện. Ai còn lấy mà tủ tao. Bà nói bà tủ tỉnh queo chính tổ mà bà nói chuyện còn cứ cỡ nghe vô. Dạ. Giờ em thấy bà còn khỏe hơn bác ba nữa. Dạ. Thấy ngồi đâu còn khỏe. Thì nãy gì đó khỏe lắm mà còn khỏe lắm ít ăn mà biết ăn Dung ra đi cho hai mà nói thì cũng mừng thiệt nhưng mà Dung trả lời cái nói có người chị ở Trà Vinh mất rồi đúng chính xác đúng rồi chứ làm sao là người khác tao làm sao tao biết có người chị Trà Vinh mất dạ dạ đúng mẹ hay vậy không nói được cái đó hay thiệt á dạ hay thiệt bác ba bác không tin thôi đó bác không nói không có được đâu mày nói tao nói không có được hết con nói được mà được đâu giờ dạ, nó thấy cái con thờ nó biết á tìm á hồi sáng này nè là cái lúc mà hồi tối chứ hồi tối thì có một chú người quen chú Mạnh Thường Quân của con thì chú tra cái địa chỉ đó ra chú nói là Dung ơi chú tra rồi cái địa chỉ này là của nhà thờ gì hả dạ chú đó chú tra vậy rồi cái con cái rồi hồi sáng này rồi có một chị Khiết là cũng là Mạnh Thường Quân ở trên kênh Em Gái Quê và kênh Hương Vị Đồng Quê thì chị Khiết chỉ thấy bác ba muốn tìm người thân cho nên là chỉ nhờ con của chị chỉ nhờ con của chị là làm sao đó nhưng mà mình phải trả phí cho người ta xong rồi mình mới ra một cái danh sách số điện thoại dạ xong rồi mới chị đó chỉ gọi từng số luôn rồi mới vô chúng một hồi mới vô chúng cái số của chị Bảy hả dạ của bác Bảy thì thật sự là cái này là con em rất là biết ơn chị Khiết đã nhiệt tình giúp đỡ bác ba thì chị Khiết tìm lại giùm người thân của bác ba rồi chị Khiết mừng quá chừng luôn chị Khiết nhắn tin rồi chị Khiết gọi điện thoại cho con dạ, nói là tìm được rồi tôi cũng cảm ơn cô tôi nay tôi tìm chị thân của chị tôi mấy chục năm nay không gặp cũng nhờ cô tìm giùm nay tôi gặp rồi tôi cũng cảm ơn cô em cũng xin cảm ơn chị Khiết rất là nhiều
không có không không nhờ chị là cũng cũng khó kiếm lại được chị của bác ba. Nói chung là con cái bữa mà bác ba nhờ con thì con cũng nghĩ trong bụng thôi chứ con không có nói bác ba, mà con nói cái này bao la quá sao kiếm lại ra được đây, tại vì cái nước Mỹ nó rộng lớn quá chừng đi, con không nghĩ là kiếm ra được, nhưng mà con không có dám nói. Xong rồi nhờ có chị Khiết kiếm ra được địa chỉ số điện thoại rồi chị Khiết gửi về cho con cảm ơn, em cảm ơn chị Khiết rất là nhiều. Em chúc chị năm mới dồi dào sức khỏe và gia đình dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý, an khang thịnh vượng. Qua chị vô chị nói với má chị nói trời ơi chiều nay Dung về lên là tối nay là má có lên liền. Má nói trời ơi không được đâu con ơi, nói Dung nói chiều nay tối nay nó về nó lên là mời có má gặp mặt tỷ và cô đó cũng làm chung hay là gì đó hả, số biết điện thoại à. Cũng như mình đây giờ qua Thanh Bình rồi đó, mình cũng biết tìm người đi hỏi thăm rồi nha, người ta cũng hỏi thăm rồi chứ. Hôm nay là bác ba trong qua trong nhà nay tôi muốn gặp người thân tôi rồi, tôi muốn hỏi cảm ơn mừng. Hồi sớm là bác ba tự tin chạy xéo, bác ba đi đâu bác ba? Đi lên cháu lên dì Sáu đi, dì Sáu chết thì giờ lên trển thăm đốt nhang. Dạ. Mà nói vậy không họ lại không đốt nhang. Ủa là bác ba lên có chút rồi con nói bác ba chạy về luôn hả? Cũng hơi lâu lâu. Dạ. Đồng phương em mà anh cũng nói là con không có đốt nhà bà Sáu, không có vô. Đợt dài gì? Bãi đi rồi, cái má đi. Đồng kia tối quá, lại khuya quá rồi. Vô tổng hả Dung? Vô tổng nói ba trai, ông nói gì? Mấy điện chạy lên đảnh, nó kêu ông Tám chở bà về lẹ đi cho bà gặp dì Bãi đi. Mấy điện nói không điện rồi. Điện ông Tám mà. Điện đi. Ông Tám không có điện thoại mà cứ đè đi hoài. Ông này ông điện tán cho nó, tán không có điện thoại đó, điện thoại lục dụng nó tiêu rồi. Cái ông này kêu tiêu đứa nào điện bả đi, lên rước bả về rồi cho bả nói chuyện với chị Bảy đi. Ông làm vậy ông không mừng đâu. Ông mừng ông chống gậy ba tiếng mà sân. Anh hai cũng mừng luôn, anh hai nghe cũng khóc luôn. Nói vậy. Ai cũng thấy anh bà mà cũng đỏ mặt rồi đây nè. Không, không phải cô Dung này kia đem vô chút rồi kia. Để bây giờ Dung chỉ cho Hoan xài. Có gì Hoan lưu lại Hoan điện qua bạn. Lưu lại mấy số của mấy chú á. Dung làm để gửi mình điện vô có tốn tiền không Dung? Không, không tốn tiền, điện qua mạng không tốn tiền. Con cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi video của con nha. Cảm ơn em, cảm ơn chị Khiết, con cảm ơn mọi người đã chia sẻ và đã quan tâm, đã luôn đồng hành cùng với con và gia đình. Còn bây giờ thì con xin chào và hẹn gặp lại. Má anh giơ hai tay nè.